Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tổng giám mục El Salvador ở Trung Mỹ, Đức cha Oscar Romero đã từ bỏ an ninh trần thế và chính an ninh của bản thân để hiến mạng sống theo tin mừng, đã cương quyết lên tiếng phản đối nhà cầm quyền El Salvador vi phạm nhân quyền, áp bức bóc lột người dân. Đức cha đã đứng về phía những người thấp cổ bé miệng để bênh vực công lý, bênh vực quyền lợi chính đáng của người dân, cho biết rằng hành động đó có thể đưa ngài đến chỗ bị cầm tù và cả cái chết nữa. Ngài bị bỏ rơi khi bất đồng quan điểm với khâm sứ tòa thánh. Đa số các giám mục El Salvador không dám ủng hộ ngài. Một số giám mục kết thân với nhà cầm quyền còn công khai chống đối ngài. Nhưng giống như Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành, ngài sẵn sàng hiến mạng sống cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã bị nhà cầm quyền El Salvador hạ sát trong lúc ngài đang cử hành thánh lễ. Ngày 14 tháng 10 năm 2018, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên phong ngài lên bậc hiền thánh. Chúa Giêsu chính là mục tử nhân lành, ngài đến để chăm sóc những con chiên đau yếu, chữa lành những con chiên bệnh tật và tìm kiếm những con chiên lạc đường. Còn hơn thế nữa, ngài hiến mạng sống cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài đã sống lại từ cõi chết và chia sẻ sự sống phục sinh của ngài cho đàn chiên. Xã hội hôm nay thật lắm chuyện thị phi, chợ trời thật giả đâu chân lý, hàng hóa lương tâm cũng thiếu thừa. Đời thì vàng thau lẫn lộn, hàng thật hàng giả đã khó phân biệt, người tốt kẻ xấu càng có khó phân biệt hơn. Thậm chí lộng giả thành chân, đảng điên chân lý, biến điều xấu thành chuẩn mực. Có người vì cả tin nên bị lừa đến thân bại danh liệt, ôm hận suốt đời, tán gia bại sản. Có kẻ giả nhân giả nghĩa để lừa đồng loại, trục lời cho mình. Bọn bất nhân đầu trộm đuôi cướp thì đua nhau viết sách răn dạy thiên hạ. Kẻ thất đức bất chính thì sống trên nhung lụa, kẻ bất chính thì được tôn vinh, người công minh phải thù tội. Trầy trật gian nan vì công lý, thăng quan tiến chức ý bề trên. Cây ngay thường chết đứng, cổ thụ bìm vẫn leo, lưu dung tìm không thấy, hòa thân đứng đầy triều. Trung thần thì chết yếu, đầy đọa đủ trăm chiều, nịnh thần luôn sống mãi, đường quan lộ thanh thang. Thật tha thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa len lõi lại lên lương. Đó là hậu quả tất yếu của chủ nghĩa vô thần thực dụng, duy vật đề cao tự do cá nhân, lối sống hưởng thụ. Con người lấy mình làm trung tâm, quy mọi sự về mình, vì lợi mà sẵn sàng bỏ rơi, đấu tố cả cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu, ân nhân, vì đặc quyền đặc lợi và cơ hội tiến thân mà sẵn sàng câm lặng trước bất công và đồi bại của xã hội, thậm chí còn tiếp tay bịt miệng những người lên tiếng. Sự thật phũ phàng đó đang là căn bệnh trầm kha của xã hội hôm nay. Có những bậc cha mẹ đang tâm chức bỏ con cái mình vì sợ đứa con sinh ra sẽ là gánh nặng hay mất chức mất quyền. Có biết bao cặp vợ chồng đứt gánh giữa đường chỉ vì một mối tình riêng, một cảm xúc nhất thời, một phút sao lòng không đáng có, một quan hệ bất chính. Có biết bao người con bỏ rơi cha mẹ trong đói khổ, già yếu, bệnh tật vì coi cha mẹ là gánh nặng cho mình. Những cảnh anh em đun đẩy nhau, ngày 31 cha mẹ trở thành vô gia cư, vô thừa nhận, không còn là chuyện phim trường hí kịch mà là chuyện thường ngày của thời đại hôm nay.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cái nhìn tương phản giữa hai loại mục tử và hai loại chiền: mục tử thật và mục tử giả, mục tử nhân lành và kẻ làm thuê, cũng như chiên thật và chiên giả. Mục tử thật, mục tử nhân lành thì hết mình với đàn chiên, hy sinh cho đàn chiên, sống chết với đàn chiên, dám hy sinh tính mạng với đàn chiên, bảo vệ chiên, cho chiên được sống và sống dồi dào, luôn tìm kiếm nguồn nước và đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên được no đầy, hiểu biết chiên, yêu mến chiên, luôn tìm kiếm chiên lạc để đưa về đàn, băng bó những vết thương, chăm sóc khi đau ốm, đồng cam cộng khổ với chiên, đau nỗi đau của chiên, thao thức với chiên, vui mừng khi được chiên được bình an, khỏe mạnh, thành công, hạnh phúc và tăng trưởng. Mục tử giả, kẻ chăn thuê thì chỉ lo vun vén cho bản thân, đến để xén lông chiên, ăn thịt chiên, rán mỡ chiên, không đồng cam cộng khổ với chiên, không hy sinh cho đàn chiên, chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho mình, sống hưởng thụ, lười biếng, thiếu trách nhiệm đến sự sống còn của đàn chiên. Bỏ mặc chiên muốn đi đâu thì đi, chẳng biết và hiểu chiên thiếu gì, cần gì. Khi đó sói đến thì bỏ mặc đàn chiên cho sói vồ, chạy thoát thân, thậm chí dùng chiên làm bia đỡ đàn, để chiên tứ tán, sống chết mặc bay, tội lỗi mặc chúng, sai lầm tự chịu, mất mát vô can. Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, mà đàn chiên lại không lo chăn dắt, thống trị đàn chiên một cách tàn bạo và hà khắc, sự mang mùi chiên vào mình, thậm chí lấy mỡ chiên để rán chiên cho bữa tiệc của mình. Chiên thật thì biết vâng nghe tiếng Chúa, tiếng chủ chiên. Tiếng chủ chiên ở đâu? Ở trong Kinh Thánh, ở trong giáo huấn của giáo hội, ở trong tiếng nói của đương tâm ngay chính, ở trong các bí tích, ở trong sự hướng dẫn dạy dỗ của những người thay mặt Chúa. Chiên thật thì tin tưởng, phó thác và yêu mến chủ chăn của mình. Chiên giả là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực, xanh vỏ mà đỏ lòng. Kitô hữu trên danh nghĩa nhưng không sống theo tinh thần của bí tích rửa tội, là từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin. Đó là những kẻ không thực hành bác ái yêu thương. Chỉ ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta đau yếu ở ngôi tù các ngươi chẳng viếng thăm. Đó là những giáo gian Kitô hữu nằm vùng, bắt tay thỏa hiệp với Satan quỷ sứ, làm nội gián, sâu đục thân, bán Chúa, phản bội đồng đạo, phá hại giáo hội, làm tội anh em. Mỗi người chúng ta cũng là mục tử với nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ anh em mình. Chúng ta có trách nhiệm trước sự an nguy của đồng loại, bổn phận đẩy lùi sự dữ đang hoành hành trong môi trường sống. Không ai được phép bàng quan trước sự dữ đang bủa vây gia đình, xóm làng và đất nước mình. Không ai được phép vô trách nhiệm trước nhu cầu của cha mẹ, con cái hay tha nhân. Nếu chúng ta biết sống có trách nhiệm thì dòng đời sẽ bớt đi những trái ngang, vơi đi những giọt nước mắt buồn đau tủi thần. Nếu chúng ta biết đưa vai gánh đỡ gánh nặng, làm điểm tựa nâng đỡ cho anh em, thì cuộc đời này chính là thiên đàng và nhân loại sẽ được hưởng nếm những giây phút ngọt ngào của tình người sống trong hạnh phúc yêu thương. Chúa Giêsu là khuôn mẫu mục tử nhân lành, cả cuộc đời ngài rong ruổi những nẻo đường gió bụi để tìm từng con chiên lạc đưa về đàn. Ngài sẵn sàng đối phó với sự dữ để bảo vệ đàn chiên. Ngài đã chấp nhận cái chết để đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài đã để lại chính thịt máu mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục,
linh mục, phó tế, tu sĩ, đặc biệt cầu nguyện cho đức giám mục giáo phận, cho quý cha và các tu sĩ, những người dân cho Chúa. Đặc biệt chúng ta xin Chúa cho ngày càng có nhiều người quảng đại dâng mình cho Chúa trong bậc sống tu trì, vì giáo hội đang rất cần những người sống cộng tác để gìn giữ đàn chiên của Chúa khỏi thế lực của ác thần. Cầu nguyện để có nhiều mục tử nhân lành, làm mục tử là chăn dắt với Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô và chia sẻ công việc chăn dắt của chính Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô là mục tử nhân lành duy nhất, các mục tử khác chỉ là thay mặt Ngài mà chăn dắt đàn chiên của Chúa. Hơn nữa, người mục tử vẫn là chiên của Chúa, cũng phải được chính Chúa chăn dắt. Chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu thực sự là đàn chiên của Chúa, đồng thời là mục tử theo gương Chúa Kitô, cho giáo hội có thêm nhiều người dấn thân trở nên những mục tử nhiệt thành, quên mình phục vụ đàn chiên. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho các vị mục tử đã dùng mồ hôi, nước mắt, máu và mạng sống của mình để dệt nên lịch sử cộng đoàn, gia đình giáo xứ, giáo phận, giáo hội của chúng ta. Cách riêng chúng ta hãy cầu nguyện cho những người con ưu tú của quê hương đã đáp trả lời mời gọi của Chúa mà nay đang miệt mài trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Ngày nay nhiều người hiểu rất khác về hội nhập, đối thoại hay chung sống. Lắm kẻ có thành công là đạt được một số thành tựu bề ngoài, bất chấp phương tiện hay trả giá. Họ dùng phương tiện thiêng thánh để đạt được mục tiêu phàm trần. Họ dùng sự khôn ngoan phàm trần, suy nghĩ, chọn lựa lợi ích phàm trần để áp dụng cho những việc thiêng thánh. Họ đã rất tự hào khi được thế quyền khen ngợi. Họ thích đặc quyền đặc lợi và hòa quang thế gian ban thẳng mà không quan tâm đến sự thật phía sau tấm huân chương. Con đường tục hóa giải thiêng chưa bao giờ êm ái và khốc liệt như thời đại này. Thái độ khôn lõi của người đời không thể làm chứng cho niềm tin của Kitô hữu. Mục tử không thể là người dẫn người được trao cho mình đi vào con đường mưu mẹo của thế gian. Khi nhận danh mục đích của giáo hội mà sẵn sàng áp dụng phương tiện phàm trần thì làm lu mờ Đức Giêsu Kitô. Khi loại bỏ sự siêu nhiên, cái nhìn siêu nhiên thì đề cao sự khôn ngoan phàm trần, tục hóa mọi thứ và dẫn đến bất chấp phương tiện. Khi đặc quyền đặc lợi và cơ hội tiến thân là mục đích thì Chúa và giáo hội cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Mỗi người chúng ta hãy tự xét mình xem, tôi có phải là mục tử thật, mục tử nhân lành hay chỉ là mục tử giả, kẻ chăn thuê, kẻ trộm cướp? Tôi có phải là chiên thật, chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa, của giáo hội không, hay chỉ là chiên giả, là dê, là sói, là tay sai, nằm vùng, đội lốt, là giáo gian, chuyên phá giáo hội, làm tội anh em? Tôi đã đóng góp gì cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ? Lạy Chúa Giêsu, vì mục tử nhân lành, xin đừng bỏ mặc đàn chiên Chúa rơi vào tay những mục tử giả, những kẻ chăn thuê, nhưng xin gửi đến cho chúng con những mục tử đích thực hết lòng vì đàn chiên. Xin cho chúng con trở thành những mục tử nhân lành, đồng thời là con chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa và giáo hội. Amen.